Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Aloe Vera. Đây là kênh mà mình sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm du học cũng như là truyền thật là nhiều động lực tích cực tới các bạn trẻ Gen Z. Vlog cuối tuần lần này sẽ tái hiện cuộc sống của mình xoay quanh những cái chủ đề khá là cũ như là đi học này, rồi lại ăn uống. Nhưng mà thật ra sẽ có rất là nhiều thứ mới mẻ mà mình chưa bao giờ kể với các bạn. Ví dụ, việc mình bị dị ứng với cồn nhưng mà mình vẫn đi thưởng rượu, bia và phô mai với lại trường. Hoặc là một cái sự kiện networking và truyền cảm hứng startup cho các bạn trẻ ở Sydney thì sẽ như thế nào. Rồi tòa nhà cao nhất ở Sydney thì có gì thú vị. Tất tần tật những thứ đó sẽ được kể trong ngày hôm nay. Vui là thế nhưng mà các bạn sẽ thấy mình và những chuỗi ngày make up trên phương tiện công cộng, trên đường đi tại vì không có thời gian. Đấy, nói chung là mọi người ơi, mọi người cứ xem đi rồi sẽ biết. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vlog thôi. I've got my head in the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's sad. Hello, mình vừa đầu và tắm rửa xong. Hôm nay mình chỉ có 2 tiết thôi, rồi sau đó mình sẽ phải ở lại trường để mình học một cái câu lạc bộ mình tham gia. Và sau đó thì mình sẽ đi quay video nhảy. Xin chào các bạn của Aloe Vera Vlog. Đây là tao quay vlog 3 ngày, tại vì 3 ngày này tao đi chơi không à? Ê, thứ sáu đi học nó chơi gì? Thứ sáu đi học, nhưng mà học cũng là chơi mà, có học đâu. Hả? Khổ không? Vì đẹp phải chấp nhận thôi. Mọi người ơi, mình đã làm xong được một bàn tay nhưng mà mình không tìm thấy cái ngón nhỏ nhỏ ở đây. Mình đã tìm được cái ngón này rồi mọi người ơi. Ok, tiếp tục nào mọi người ơi. Let's go, continue. Let's continue my nail. Nhưng mà nón xong thì không bắt được. Tụi mình vừa ăn trưa xong và bây giờ sẽ đi tới New Town. Đây là single mà Linh cho mình. I don't know what I would do without you because all I need. Sau khoảng 2-3 tiếng quay ở Newton thì cuối cùng tụi mình cũng có những cái viết gọi là đi sần ổn một tí. Nhưng mà không biết tối nay nhìn lại thì có thấy ổn hay không. Tụi mình đã dành rất nhiều thời gian để tìm một cái graffiti. Nói chung là ở Newton thì có rất nhiều tường graffiti xinh. Bây giờ tụi mình sẽ tới Fishburner. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice. Hiện tại thì mình đang ở Fishburner, nơi mà những cái startup nhỏ chưa có nhiều vốn đầu tư sẽ được thuyết trình về cái dự án của mình. Và sẽ có 3 tới 4 nhà đầu tư ngồi ở đó và họ sẽ chọn ra một người thắng cuộc. Nó sẽ tổ chức vào mỗi thứ 6 hàng tuần, từ 5 giờ tới 7 giờ và ở đây sẽ có kiểu pizza với lại nước uống các thứ. Ở đây thì nó còn là một cái workspace cho mọi người học tập và làm việc chung với nhau. Và như các bạn có thể thấy ở sau màn hình này là Fishburner, where founders thrive và startup grow. Đấy, thì nếu mà các bạn có hứng thú với lại entrepreneurship thì hãy tới đây và tự mình tìm hiểu. Mình có thể học được cái presentation skill của người ta, cách họ trả lời câu hỏi khi mà các nhà đầu tư đặt ra. Nó như là một cái shop doanh thu nhỏ. Và hôm nay thì chúng ta có đang làm thịt gà kho lá chanh mày ạ. Mày ơi, tô mày này có nhiều quá không? Ôi ôi, bé đi thôi bạn ơi. Thank you bạn ơi. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. Rồi sợ nhá. I've got my head in the clouds. One, two, three. Hiện tại là 6:10 và chúng mình vừa bắt kịp xe buýt sáng nay luôn, vì tụi mình phải rời trường lúc 7 giờ để tới Hunter Valley là một chỗ mà tụi mình sẽ thử rượu, thử bia cũng như là thử format. Bây giờ là mặt mình kiểu đang rất là mộc luôn và đang rất là mệt tại vì tối qua phải chạy deadline. Bây giờ thì phải sốc lại tinh thần để chơi từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối thật là hoàn hảo. Oh, mọi người ơi, đây là bữa sáng mà bạn Thùy chuẩn bị cho mình. Nó là espresso với cà phê không á? Bạn mua cà phê không ấy? Hiện tại thì tụi mình đang dừng chân ở một nơi nào đó không biết là ở đâu và mua đồ ăn sáng. Nhưng mà đây đắt không mọi người? Có một cái này mà 8.95. Đắt tiếp đồ đắt kinh ấy. Thôi nó tiện mà. Đi mình đang nấu không? Hôm nay chúng ta có ham and cheese toast, bánh mì kẹp, phô mai và thịt nguội. Còn đây là cái là mocha, một cái là cappuccino. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu nè. Hunter Valley. All I need is you. Make me fly. Welcome to my house. We will drink wine. Trời ơi mọi người ơi, ở đây rất là đẹp luôn á, kiểu nó làm mình nhớ tới Đà Lạt ấy, nó có sông, mình có ao, có hồ, có một đồng cỏ. Look at this. Trời ơi, bên kia còn có cả con orchid. Mình cứ tưởng là kangaroo. Mọi người bây giờ thì mình sẽ đi vô và chúng ta sẽ thử rượu. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi 4 địa điểm khác nhau để thử rượu và sau đó sẽ thử cheese. Ok, I think this. So the juice part, the soda one. Thanks. It's actually good. It's actually good. Okay. Mọi người bây giờ thì chúng ta sẽ đến địa điểm thứ hai đó là Thirsty Palette. Come in everybody. Come in. So I think Patricia was her aunt, but the ones that we love Patricia. So this is a very light Chardonnay. Okay. So it was only open for 3 months. Cheers. Where's the toilet? Mọi người mình đã uống hết rồi nhưng mình nhờ đứa khác uống. Này ngon nha mọi người, ngon nha, đổi. Đau đầu ăn không được, uống không được. Hello mọi người, where are we going now? Xin chào. Oh yes. Xin chào. Hiện tại thì tụi mình sẽ đi tới đây để ăn trưa. Bây giờ mình sẽ thử cheese nha mọi người. Ta lấy cho mày luôn nhá. Ở trong kia tụi mình phải xếp một cái hàng rất là dài, chắc phải tận 1 tiếng, cho nên bây giờ tụi mình sẽ đi qua cái cửa hàng kế bên, mình sẽ take away lunch. Bây giờ thì tụi mình sẽ sử dụng cái 10 đô voucher này để mình mua kem cho mọi người, thì tụi mình sẽ được chọn là triple scoop. Tôi chỉ lấy từ 1 tới 2 nhỏ thôi mà nó lấy cả 10 cái mọi người. Rồi nó rất là nhiều đúng không? Nó khổng lồ so với kem người bình thường như thế nào. Ui giời, nó còn cho thêm à? Đồ ăn tới rồi, chạy đi thôi. Wow, ui dồi ôi, satay chicken và có 3 skewer là 3 que nha mọi người. Hôm nay kem của chúng mình có 3 vị: coconut mango dưới xoài, vị thứ hai đó là cookies and cream, vị thứ ba là yogurt, vị sữa chua Việt Quất. Ngon ha, quá ngon luôn. Phải ăn xong 2 bữa rồi tụi mình quyết định tìm thay đồ ăn. Tại vì tụi mình vẫn còn 1 voucher 10 đô. Và đây là cái chỗ mà nãy tụi mình đã bỏ cái hàng để đi một chỗ khác mà bây giờ tiếp tục quay lại. Và sau khi tụi mình đã ăn xong 2 bữa thì tụi mình vẫn thấy một số đứa bạn của mình vẫn đang đứng order. Bây giờ cái này nó đang rung rồi và mình sẽ đi lấy. Ok, bây giờ đi thôi. Đây là barbecue và cheese. Ngon á. Bây giờ thì tụi mình sẽ được thử cheese với lại gelato miễn phí, nhưng mà tụi mình đã ăn quá nhiều và quá non. to the club. Đang xong cheese và bây giờ mình sẽ lấy ice cream. Trời ơi, đau đầu quá mọi người ơi. Ăn bị không ăn nhiều, ăn nhiều quá đó. Trời ơi, kiểu cảm giác như người toàn rượu với lại cheese. Cảm giác nó cứ lâng lâng ngang ngang. Bây giờ thì mình sẽ đi thử bia và rượu lần cuối. Và hiện tại thì tất cả các bụng và não của mình đã ngưng hoạt động rồi. Đây là brandy 20 độ. Uống như siro hoi mà nó như kiểu là thêm 10 lát chanh và lát ớt vô ấy. Bia lát gạo. Hello mọi người, mình đã về nhà và đã tắm rửa các thứ xong. Và có một điều cực kỳ kinh dị đó là ở trên xe buýt có một cái email gửi của môn CRM là Customer Relationship Management sẽ có assignment phải nộp vào tối mai mọi người. Thế bây giờ mình phải tức tốc làm ngay lập tức tại vì ngày mai mình cũng bận đi chơi và sau đó thì thứ hai cũng sẽ có một cái assignment due date phải nộp. Trong 2 ngày này mình sẽ có 2 assignment khá là quan trọng, thế nên mình phải làm ngay bây giờ mọi người. Bây giờ thì mình có một ít sữa chua và mình sẽ ăn nốt cái hạt này. Lấy thịt này ăn cho ít. Hello mọi người, và hiện tại thì mình đang đi với Yasha tới cái Sydney Tower Eye, cái tòa cao nhất Sydney và là tòa quan sát cao thứ 2 tính ở trong cái nam bán cầu của tụi mình. Cái vé đi này là 120 đô, nên rất là mọi tiền ra trừ khi là tụi mình được free và tụi mình đã thắng cái giải photo competition ở Tanrangazu và tụi mình đã được thưởng cho những cái tấm vé đi cái Sydney Tower Eye này. Hi Yasha, hi. Everything looks so expensive here. Bây giờ thì tụi mình sẽ phải đi thay đồ sang cái bộ màu xanh như này. Hello mọi người, hiện tại là mình đang mặc cái bộ đồ của Skywalk và tí nữa mình sẽ đi lên trên để mình ngắm cảnh. Đây là cái observation deck của người ta. Và bây giờ thì tụi mình đã thay bộ đồ này, it's very heavy, cực kỳ nặng luôn. Và mình mong là tí nữa sẽ có gì đó thật thú vị như là parachuting hoặc là flying các thứ. Let's see what is there for us. Bye, I go now. Ở trên đó thì tụi mình được quan sát toàn thành phố, xong rồi được hướng dẫn Đông Tây Nam Bắc của Sydney, những nơi và những địa điểm nổi tiếng, lịch sử hình thành của những cái nơi đó, rồi các đảo, các bán đảo, các bãi biển. Để lấy được cái ảnh này là 50 đô nè. Nhưng mà mình chỉ ước là mình được cầm theo điện thoại để quay phim chụp hình, đặc biệt là để cho các bạn xem ấy. Nhưng mà mình cảm giác nó không cao lắm, tại vì xung quanh cũng toàn là các tòa nhà cao tầng ấy. Thế nên khi mà nhìn xuống các bạn không bị ngộp. Hiện tại thì mình đang ở Okigoze. Và bây giờ thì chúng ta sẽ coi bộ phim 4D in Sydney Tower Eye nha mọi người. Bây giờ thì tụi mình đã mua một ít crepe ở chỗ Uncle Tetsu's và bây giờ tụi mình sẽ ăn thử. Tụi mình mua 3 cái. I say we buy 3 crepes. We share it together. Đó mọi người, nó rất là mềm luôn đấy. Tụi mình ăn xong 2 cái rồi, một cái là banana chocolate, một cái của Yashna là original, cái nguyên thủy luôn. Personally I like yours better. I don't like the chocolate and banana much. I like the chocolate. Chocolate. I love berry and cheesecake. I love chocolate. I like everything that is original. I love everything that is chocolate. Why don't you tell me? Mọi người có biết không? Trước giờ ấy, cuối tuần thì mình chỉ có đi làm thôi. Rất là hiếm khi mới có được một cái vlog trọn vẹn vui chơi như vậy ấy. Nó có vẻ dài nhưng mà cái vlog này mang rất là nhiều tâm huyết, cũng như là sự hạnh phúc của mình khi mà được edit. Có thể bây giờ là chúng ta bận rộn, nhưng mà mình mong là sau này khi mà đã thảnh thơi hơn thì chúng ta sẽ luôn được dành thời gian cuối tuần cho những người mình yêu thương, cho gia đình này, cũng là để nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tinh thần của mình thật là nhiều. Tuổi trẻ mà, chúng ta cứ hãy tiếp tục làm việc và tích cực suy nghĩ cho một tương lai tươi sáng. Còn bây giờ thì vlog của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới tận đây nha. Và cũng đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh Aloe Vera, và cùng mình đón chờ những video tiếp theo các bạn nhé. Goodbye.